Khả năng ô tô xin kính chào tất cả quý vị anh chị, quý cô bác cùng toàn thể bà con. Chào mừng bà con quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả năng ô tô Hà Giá Rẻ Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Khả năng ô tô chuyên mua bán trao đổi những dòng xe cũ đã qua sử dụng. Hôm nay Khả năng có về một mẫu xe nhân dịp trung thu thì xin kính chúc tất cả quý bà con, cô bác cùng gia đình có các cháu nhỏ có một Tết trung thu, Tết thiếu nhi bên gia đình hạnh phúc người thân. Chúc các cháu hay ăn trống lớn, học tập tốt, lao động tốt. Rồi trò ngoan cái gì? Con ngoan trò giỏi đúng không? Đấy, toàn những câu mà ngày xưa nghe rất là âu yếm. Chúc các cháu có kiếm trung thu để múa. Thì hôm nay chú Khả Đăng hôm nay cũng về một mẫu xe để cho múa mồm cho các bác này đến xem và mua đấy ạ. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị anh chị cùng toàn thể mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ Khả Đăng ô tô. Hôm nay em có về một mẫu xe phân khúc hatchback rất là đẹp, Nga cộng, Ford Fiesta, thương hiệu của Mỹ, sản xuất đời 2011, đời 2011, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng biển Hà Nội. Vì sao vì một chủ từ mới lại là cái biển tên mới này? Thì xin giới thiệu bà con các anh chị gái người Vũng Tàu, biển 72. Về nguyên bản là nó là biển 72 nhưng chị đấy là lấy chồng người Hà Nội, hộ khẩu người Hà Nội, được phép mang từ Vũng Tàu chuyển đổi về Hà Nội và không mất thêm tên biển. Nên chính vì thế là năm 2019 vừa rồi, 2020 nhỉ. Chị đấy đã chuyển đổi sang tên biển Hà Nội chính chủ, tên chị đấy, vẫn tên chị đấy nhưng mà biển hậu khẩu Hà Nội nên là được chuyển sang. Và vẫn là một chủ từ mới sử dụng, chị đi rất là ít và đẹp, xuất sắc luôn các bác nhé. Mang nước sơn màu đỏ cam, cực đẹp luôn. Màu này anh em có thể màu gọi màu cam hoặc là màu đỏ cam. Trên đăng kiểm hình như đăng ký như là màu đỏ cam đấy. Nhưng mà xe rất là zin và đẹp, anh em có thể đổi màu đỏ đều như kia cũng được. Hoặc là anh em thích màu đỏ cam như này. Em lại thích cái màu đỏ cam này hơn một chút vì nó rất là bắt mắt và nổi bật. Chiếc xe Ford Fiesta này Khả Đăng ô tô mới mua được và rao bán với mức giá là 268 triệu đồng. Biển Hà Nội, tên tư nhân, mang nước sơn màu đỏ cam, bao zin cho bà con của các anh chị luôn nhé. Không đâm đụng ngập nước, máy zin, keo chỉ zin. Đó, đời 2011, động cơ 1.6. Về cơ bản thì chiếc xe này nó mang thương hiệu của Mỹ nên là đồ đạc phụ tùng của nó thì cũng rất là bền và chắc. Độ bền cao, máy cũng lành. Ford Fiesta trông thế thôi nhưng động cơ 1.6 nó tiết kiệm nhiên liệu lắm. Nó chi tiêu hao tầm khoảng khuôn 7 lít đến 8 lít xăng trên 100 km các bác nhé. 7 lít 8 lít xăng trên 100 km thế thôi. Hỗn hợp, còn em đi đường trường thì nó chỉ tầm 6 lít thôi. Trung trung nó tầm khoảng 7 lít rưỡi trên 100 km. Vì đó là phiên bản số tự động, không phải số sàn. Nó vẫn phân khúc nó cao cấp chứ không phải là phân khúc thường. Anh em nhé, phân khúc này anh em không thể so sánh với Kia Morning, với Hyundai i10 được. Nó đẹp hơn rất là nhiều. Độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu nữa. Mà giá thì rẻ hơn cả hơn tất cả anh em nhé, chỉ có 268 triệu đồng mà thôi. Ford Fiesta đời 2011. Em có hai mẫu, một mẫu biển Nghệ An đời 2012 với mức giá 275 triệu. Còn chiếc này biển Hà Nội tư nhân, một chủ từ mới sử dụng, xe đẹp, không lỗi nhỏ. Đẹp này em bán 268 triệu thôi mà còn bớt cho bà con, có ba anh chị nào muốn quan tâm. Alo cho Khả Năng ô tô qua số điện thoại 0326062789. Độ bền của dòng này rất là bền các bác nhé. Đồ đạc thì có thể nó đắt hơn so với đồ thông dụng như i10 hay Kia Morning nhưng Ford không hề thiếu đồ các bác nhé. Ford có nhà máy tại Việt Nam. Và độ bền của nó thì đồ đắt nhưng độ bền của nó gấp đôi những dòng xe như thông dụng như anh em mình đang nghĩ đấy. Đấy, gấp đôi luôn. Nên là độ bền nó cao và sửa chữa ít, nành, tiết kiệm nhiên liệu. Và nó rất là đẹp nữa, form dáng nó cũng rất là nổi bật. Đấy, anh em nhìn không? Nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu như này. Thì các bác có thể cảm thấy như cái Toyota Yaris kia cũng là một phân khúc hatchback như vậy nhưng mà nó rất là đắt. Đời 2016 em đang chào bán mức giá là 468 triệu. Nhưng đây đời 2011. Nếu mà 2016 thì anh em chỉ mua với mức giá khoảng trên 300 một tí thôi. Không thể như Yaris được. Đấy nên anh em bà con có thể lựa chọn những phân khúc nó hợp lý. Nếu các bác có muốn mua Kia Morning nhập khẩu đời 2011 form mới như ở trong cái con như giống cái con màu nâu cam cam kia. À màu cái camber kia thì các bác cũng phải mua với mức giá là 280 triệu mới mua được chiếc xe như này. Tội gì mình không lấy một chiếc xe của Mỹ mà độ bền còn cao, tư nhân, một chủ sử dụng từ mới đẹp như thế này với mức giá là 268 triệu đồng còn bớt khi gọi cho Khả Năng ô tô qua số điện thoại 0326062789 đúng không ạ? Bên ngoài thì rất là đẹp rồi, về form dáng thiết kế của nó nhé. Em nói ăn đứt những dòng xe như Fadin là 1. Đấy. Chevrolet Spark là 2, Kia Morning cùng với Hyundai i10 các bác nhé. Ăn đứt luôn, form dáng rất là đẹp. Từ trong ra ngoài em nhìn thấy rất là xuất sắc luôn. Thì chúng ta cùng kiểm tra phần nội thất như nào. Còn ra răng đúc là nguyên bản theo xe nhé. Lốp náp các bác nhìn này, rất là đẹp, cứng chắc, gầm bệ, sáng bóng, sạch sẽ, không hô han mục mọt gì cả. Đời 2011, tư nhân, một chủ từ mới, đến cái ghế da vẫn còn nguyên. Cùng với hàng đính đá kim cương, đính kim cương ở tay cầm bên lái này, củ số này. Cùng với cái chiếc thỏa kim cương ở trên kia tặng cho bà con, ô bác anh chị nào mà lấy chiếc xe này. Đấy, rất là mới luôn anh em nhé. Mới đẹp, keo chỉ zin hết này, cái cánh cửa đây các bác. Zin hết nhé, nội thất này, sơn si này. Gương kính chỉnh điện, cụp xòe gương này. Đấy.
Nội thất ngồi cực êm nhé, ghế da này, ghế da nguyên bản theo xe, đeo đẹp kinh khủng luôn, êm kinh khủng luôn. Ngồi vào cái ghế là thiết kế cực êm luôn nhé. Và cái ghế múi này ngồi nó không bị bó mông, ngồi nó cảm thấy nó rất là sướng nhé. Đây, đây này, ngồi sau này rất là rộng rãi chị, cho anh em nào mà muốn quan tâm đến dòng xe này hãy alo sớm cho Khải Đăng ô tô, vì chiếc này nó là duy nhất và hiện tại nó rất là đẹp với biển Hà Nội nữa, nên là các bác là người Hà Nội có thể sang tên giữ biển. Em thấy chiếc này nó rất là phù hợp với gia đình nào, anh chị em nào mà muốn một chiếc xe riêng, không phải chờ chồng chở đi và đón về đường thì tắc, thì các bác mua lên một xe tự chạy tự lái với mức giá khoảng tầm 260 thì còn hỗ trợ cho bà con một chút, anh em cứ an tâm. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ Khả Năng ô tô. Anh em nhìn này, sơn lòng trong là zin 100% luôn, lốp sơ cua cùng với tất cả mọi thứ như đồ đạc phụ tùng để tháo dỡ lốp các thứ, trong này nguyên bản hết, không thiếu gì cả. Đấy, zin hết các bác nhé. Đằng sau vẫn còn cái vách ngăn này. Vách ngăn này để nó hơi đi hơi cục cột một chút nhưng mà không sao cả các bác nhé. Cứ để nguyên đấy thôi cho nó chắn mùi khi chúng ta để đồ. Chị em nào đi chợ hay là mua cá hay đằng sau để nó đỡ tanh lên xe các bác nhé. Đẹp lắm, sạch sẽ như này các bác mua về thì chỉ việc đổ xăng thôi. Mà xăng thì em đã nói rồi, chỉ tầm 7,5 trên 100 km thôi các bác nhé. Vì phiên bản số tự động nhé, không phải số sàn nên mình phải báo chuẩn cho bà con anh chị để biết lượng. Vì xăng bây giờ có 22.000 hay 23.000 này. Nó rẻ quá rồi các bác, rẻ quá rồi. Chìa khóa nguyên bản theo xe cùng với điều hòa mát cực độ luôn, động cơ 1.6 điều hòa mát lắm các bác. Keo chỉ zin này, cánh cửa nguyên zin hết, 4 cánh nhá, và cabo cốp đít nguyên zin hết. Nếu sai Khả Năng ô tô tặng xe luôn, không bán. Đấy, không nổi nhỏ luôn. Đèn đó nguyên zin theo xe từ đầu, không va, không đâm, không đụng gì cả. Phiên bản anh em nên nhớ là Fiesta thì có phiên bản thiếu và phiên bản đủ. Thì đây là Fiesta phiên bản S các bác nhé. Fiesta phiên bản S thì nó là phiên bản đủ của cái dòng đời 2011 này. Có xi nhan gương tích hợp, có nan đăng đúc, có túi khí, có phanh ABS các thứ các bác nhé. Đấy là phiên bản đủ cùng với nội thất thì có xi nhan gương này cùng với cục xè gương. Xong còn nhiều cái lắm các nhé, nhiều cái lắm. Đây, chúng ta cùng vào kiểm tra luôn cái phần động cơ xem nó hoạt động như nào nhé. Động cơ xem hoạt động như nào. Về chìa khóa thì anh em này bật đây này, chìa khóa này. ABS túi khí đầy đủ hết, chống trơn trượt, chống trượt dốc các thứ đầy đủ, không thiếu gì. Cùng với cái điều hòa đầy đủ mát rượi luôn các bác nhé. Chốt cửa tự động khi đạt tốc độ này, cùng với cái bộ âm thanh nguyên bản theo xe. Anh em có thể nâng cấp bằng cách thay màn hình. Nhưng mà em nghĩ là cứ để nguyên bản được. Thay màn hình nó thiết kế nó cũng sẽ xấu đi. Nó sẽ gồ lên đây, nó cao lên như này, nó sẽ khuất mấy đằng sau này. Nó chẳng giải quyết gì đâu. Các bác nghe điện thoại thì anh em cắm vào USB đây. Cổng sạc đây các bác nhé. Cái dưới này không biết là cái gì đây, cắm cái gì đây không biết, nhưng mà chắc là nó liên quan đến cái gì đó. Cắm vào đây đây, không biết nó liên quan đến cái gì mà có cắm vào đây. Rồi thì phần điều hòa thì em thấy nó rất là mát các bác nhé, nó rất là mát luôn và làm mát rất là nhanh vì máy nó to mà. Máy nó 1.6 này, đây một chủ từ mới sử dụng nên là chỗ này thì chị hay để tay thì hơi bong bóng một tí ở đây vì nó gồ lên phần xương ở đây. Đấy, về thiết kế của nó thì rất là đẹp này. Túi khí hai bên hai cái nhá, điều hòa chết rách luôn. Nếu sai Khả Năng ô tô đền xe cho bà con các anh chị luôn, không nỗi nhỏ, không đâm đụng va chạm gì cả. Giờ chúng ta cùng kiểm tra 161 km này hết xăng, nó báo đầy đủ cho bà con các anh chị luôn. Giờ chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ, xem động cơ nó hoạt động như nào nhé. Xem động cơ nó hoạt động làm sao. Nó có đúng như em mô tả hay không thì chúng ta cùng kiểm tra luôn. Đây. Đây là phần khoang máy động cơ. Ui, đăng kiểm tháng 3 năm 2023 cơ, dài miên man anh em ạ. Dài miên man luôn. Đây, đây là phần khoang máy nhá. Màu đỏ cam này nó rất là nổi bật. Và màu này màu sơn zin theo xe nhá các bác nhá. Có tỉa toát thôi, chứ còn sơn zin theo xe. Máy lổ rất là êm, đây các bác có thể nhìn thấy này. Đầu răng sắc chi cùng với phần ốc lỗ keo chỉ, phần đầu cabo là nguyên zin, không mất một phần nào nhá. Về máy của nó thì nó động cơ 1.6, nó sẽ lổ rất là êm như này. Bác nhìn không, tiếng máy nó nghe đã khỏe rồi. Máy nó đã bốc rồi, đi nó cực kỳ sướng. Một kia là cụ phanh ABS các bác nhá. Cụ phanh ABS cùng với bình ắc quy, tất cả mọi thứ hộp đen đây. Và còn nguyên zin hết anh em nhìn là bình ắc quy thì thay mới đẹp to và cái đề tiếng đề rất là chắc. Lọc gió này, hộp điều hòa điều khiển. Các thứ mọi thứ đều nguyên bản hết các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đầu răng sắt chi anh em nhìn thấy thấy ngay này, sắt chi đây. Đấy, nếu đâm đụng là lổ túi khí ngay các bác nhé. Có chế thêm đèn led, đèn bi xe lông này anh em nhìn thấy chưa? Nó rất là sáng bóng và đẹp. Ở nước làm mát các bác nhìn thấy nước xe gia đình nó nước đổ nước đỏ này. Nhìn xe gia đình nhìn nó khác hoàn toàn ngay. Khi quạt gió điều hòa nó ngưng lại, anh em nghe tiếng máy nó rất là êm và không hề có một tiếng pha trộn leng keng gì cả. Đấy, tiếng này là tiếng cực kỳ ngon nhé anh em nhé. Các bác là mua về đi xe rồi bền 10 năm nữa không hỏng được nếu các bác thay nước làm mát và kiểm tra xe định kỳ cho em. Đó, trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con các bác anh chị đã luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ Khả Năng ô tô trong thời gian vừa qua. Hãy nhớ đăng ký kênh và like chia sẻ video Khả Năng ô tô nhé. Trân trọng cảm ơn, hẹn mọi người trong clip tiếp theo.